cách đây cũng 4 năm rồi uh -huh. cái năm đó là năm mình chạy số ca hát cũng nhiều và lần đầu tiên mình à, hát mình đứng chính ở một cái đêm nhạc ở một cái phòng trà thì à, những ca sĩ khác hát trước mình á thì ban nhạc vẫn đánh bình thường nhưng mà đến khi mình lên không biết là hai đêm liên tiếp không biết là cái đêm hôm trước mình mình đã nói chơi mình lỡ lời cái gì đó hay là mà mình mình mình, mình vẫn không nhận ra có lẽ là lúc giao lưu với khán giả mình vui hứng của mình nói cái gì đó mình nói có thể là mình nói cái ban cái bài hát này mình chưa có được tập với ban nhạc hay gì đó mà hát không có như có nghĩa là theo theo họ là giống như mình đổ thừa cho họ đúng rồi ok mà qua hôm sau là những ca sĩ khác hát trước xong là đến khi bình bước lên sân khấu cả ban nhạc bỏ đi xuống ngay giữa sân khấu luôn ngay giữa sân khấu luôn và ở dưới là khán giả của mình lúc đó rất là nhiều đa phần là khán giả của mình hết cũng ngạc nhiên à, mọi người mới có 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 những cô chú đứng lên phản ứng rất là gay gắt nói tại sao lại đối xử với quý bình như vậy tại sao những ca sĩ khác hát thì đánh mà quý bình lại không không đánh cho quý bình hát lúc đó mình quan mang cực độ luôn mình 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 mà mấy anh đi ra ngoài mình không hỏi được lý do tại sao nhưng mà lúc đó mình cũng đủ một chút xíu bình tĩnh để mình nói bây giờ uh, mọi cái sự cố nó xảy ra mình cũng không có lường trước mình cũng không muốn nhưng mà ngày hôm nay quý vị đến với quý bình bằng tất cả tình cảm thì quý bình cũng sẽ đói lại bằng tất cả tình cảm và đêm đó là quý bình hát như thế nào bình hát trai thật á hả bình hát chay rất là nhiều bài và có một vài bài của bình có nhạc biết trong điện thoại theo cái người chủ, chủ phòng trà đâu sẽ không can thiệp không lúc đó thì chủ phòng trà không có đó và bình cũng không lúc đó là thực sự là không biết giải quyết như thế nào luôn không không biết giải quyết như thế nào khi mình đang đứng trên sân khấu nữa mà ngó nghiêng xem có anh nào trong ban nhạc bữa đó có chứng kiến không <laughs> không các anh ở đây thì quen biết nhau hết rồi à, bình cũng biết mấy anh hết rồi okay. mình không có lúc đó bình nghĩ về điều gì bình nghĩ chắc là do mình không khéo cái thứ hai là có thể các anh chị đã nghĩ diễn viên hát thì thôi như thế nào cũng được mình phải hát chay bao nhiêu bài đêm đó mình hát chay gần cả 5-6 bài hát chay không á cái khoảng thời gian đó nó có dễ trải qua không mình nói nếu như mà trước đó mà mình không phải là một người diễn viên thì cái giây phút đó với mình nó kinh khủng nó thực sự kinh khủng từng một giây nó trôi qua là một, giây, một cái giây kinh khủng nhưng mà rất là may là trước đó mình cũng đã là một diễn viên và mình cũng đã từng ứng biến trên sân khấu kịch nhiều rồi thành ra là trên sân khấu lúc này mình lại trở về với cái bản ngã là một người diễn viên nhiều hơn là một người ca sĩ đêm đó khi mà xong chương trình xong đó, thật sự lúc đó mình đã nghĩ là bỏ cuộc cảm thấy nó nó phủ phàng quá nó phủ phàng và cảm thấy nó thật là cảm thấy nhục bởi vì mình dù sao cũng là một diễn viên có tên tuổi cũng hoạt động trong nghề cũng nhiều năm cũng được khán giả biết nó nhiều mà tại sao mình lại có thể để cho một cái sự việc như vậy nó xảy ra với mình đêm đó về mình nghĩ thôi chắc có lẽ là, là 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 cái 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 duyên ca hát với mình nó không không có thôi mình cứ an phận là một diễn viên đi. Đã có cái đêm đó mình đã có nghĩ về khóc rất là nhiều, nó thật sự không ai biết mình khóc cả, bản thân mình biết thôi. Đau thật sự mình bản thân mình biết thôi. Thành biết là chính cái gì mà 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 nó khiến cho mình không 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 được bỏ cuộc. Đó là nó cũng chính là cái sự tự ái, cái lòng tự trọng của một người diễn viên.